Ngày 27 tháng 11, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Bùi Khắc Long, 30 tuổi, ở phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo của các bị hại là tài xế taxi về việc bị một đối tượng thuê taxi chở từ thành phố Thanh Hóa về thị xã Nghi Sơn cướp điện thoại di động. Sau đó dùng chính điện thoại di động này để gọi điện xưng mình là chủ nhân và đang bị tai nạn giao thông ở dọc đường hỏi vay tiền tin tưởng người thân của mình bị tai nạn là thật, nên nhiều người đã gửi tiền vào tài khoản cho đối tượng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc qua điện thoại. Tại cơ quan công an, bước đầu Long khai nhận chuyên thuê xe taxi đi từ thành phố Thanh Hóa về thị xã Nghi Sơn, sau đó mượn điện thoại di động của tài xế taxi để gọi cho người thân nhưng cướp điện thoại rồi tẩu thoát. Sau đó Long dùng chiếc điện thoại này gọi cho những người trong danh bạ, mạo danh tài xế, nhắn tin trên Zalo, Facebook nói bị tai nạn giao thông, mong được vay tiền để đi cấp cứu. Nhiều người thân của tài xế taxi đã tin và gửi tiền vào tài khoản cho Long. Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 11, 2021 đến khi bị bắt, Long đã gây ra hàng chục vụ cướp điện thoại của tài xế taxi và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị, ai là bị hại, bùi khắc Long xin liên hệ ngay với đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn để được giải quyết.